Chồng quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh Nhà đẹp giá rẻ miền Tây nhé. Và ngày hôm nay thì lại tiếp tục một cái công trình nhà phố mới hoàn thiện mà nội thất setup bên trong đẹp lắm. Với diện tích ngang 4m2 dài 22 hướng Tây, thiết kế kiểu là một trệt, một lửng và một lầu á cô chú anh chị. Nhà setup như là có sân vườn nè, tặng nội thất full luôn, rất là đẹp và mức giá đã hoàn công. Tổng 2.750 tỷ, chỉ cần 1 tỷ nhận nhà. Còn lại bao nhiêu thì ngân hàng cho vay. Và vị trí căn nhà ở đây là chỉ cách chợ Bình Chánh có 2 cây số thôi. Theo tuyến đường là mình đinh rẽ vào Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh mình chạy vào hướng khu đô thị năm sau, cũng gần tới chợ Gò Đen á cô chú anh chị. Đó, rất là gần cho một cái vị trí đẹp này. Và khu vực ở đây thì xây một cặp mà mới có xong một căn ha. Nên bây giờ xin mời cô chú anh chị mình vào bên trong mình xem nhà nhé. Vị trí ở đây nó thuộc là Phước Lý, Cần Duộc, ở Long An, giáp ranh với Sài Gòn nhất hiện nay. Và mức giá thì cực kỳ siêu rẻ, với một cái căn nhà có gác lửng và có nội thất rất là dễ thương. Xây dựng tường riêng, móng riêng và đường trước nhà là đường xe ô tô vào tới tận nơi. Ở đây thì cô chú anh chị thấy có mảng cây xanh ở phía trước nè. Có cổng và có đồng hồ nước, điện nước có sẵn, với thiết kế kiểu thì máy hợp rất đẹp và sang trọng y như nhà Sài Gòn không cả nhà. Bây giờ mình vào bên trong để mình xem kết cấu không gian ở bên trong rất là dễ thương nha cả nhà nhé. Trước sân nhà mình thì có hai bên là có kiển, cây kiển, và nhà mình thì sẽ có một cái lớp cửa nhôm sifa và có làm sẵn những cái tấm rèm sẵn cho mình rất là đẹp luôn. Phía trước có mảng sân vườn và đối diện là vườn cải xanh mướt luôn. Đấy, vườn rau sạch đó, cô chú anh chị về đây thì mình có thể được trải nghiệm rau tươi, rau sạch, cá đồng từ chợ Bình Chánh, cầu Bình Điền người ta mang lên, với mức giá thì rẻ lắm luôn. Về đây thì em thấy là có khu công nghiệp nè, xí nghiệp đâu nè. Mình thay đổi chỗ ở, thay đổi chỗ làm, nhưng mà được cái về đây chúng ta có được một căn nhà vừa rộng nè, pháp lý rõ ràng, đẹp và sang trọng ha cô chú anh chị, với kết cấu rất là dễ thương. Căn nhà này kiểu như là một trệt gác lửng, có phòng ngủ ở dưới, nội thất cực kỳ chiêu ha cô chú anh chị. Hãy xem cùng em hết video căn nhà này nha. Đây, gia chủ sẽ tặng cho mình là một cái tivi rất là đẹp luôn nè. Đó. Và thiết kế trong đây thì có cây thác tài núi rất là dễ thương ha. Ở đây có một cái chậu hoa và một cái tủ kệ kịch trần để mình có thể trưng bày, nhìn nó chiêu chiêu dễ thương á cô chú anh chị. Em thì rất mê nhà đẹp, thì có sao thì nói vậy cô chú đừng cười. Em quay nhà thường chứ nhà em mê lắm. Mấy căn này là thích, vô một cái là thấy đứng hình dài dây. Ồ, tặng full nội thất nè, như là một bộ bàn ăn 6 ghế có chén đũa sẵn rồi, mình chỉ cần xuống xem rồi cái mình ưng ý mình cọc một cái nhậu luôn cô chú anh chị nha. Chén bát đã dọn ra sẵn luôn rồi nè. Đó, rất là đẹp, với một cái chậu hoa màu hồng rất là dễ thương ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có được cái không gian bếp mà cũng rất là sang, bếp kịch trần luôn với tông màu nâu. Chị dễ thương vô cùng, và có bồn rửa tay rất là sâu đáy nè, nước thị cục, nước rất là mạnh, và được tặng full nội thất, có những cái tủ lạnh cho mình nữa cả cô chú anh chị ha. Rất là dễ thương, với một cái căn nhà mà gác lửng và thiết kế góc chiêu, góc chiêu ở đây, và trên đây thì có thiết kế theo một cái kiểu là kiểu giếng trời, cho nó thoáng mát, ốp gạch đà giả đá sân vườn. Có đèn chiếu ánh sáng vô rất là đẹp ha. Có mảng cây xanh trong phòng, và cái nhà vệ sinh thì còn đẹp hơn nữa nè cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ vào căn phòng ngủ ở dưới. Được bên chủ đầu tư set up kệ tivi, tủ ngò, giường, chăn, ga, gối niệm gì quá trời luôn. Đường ống máy lạnh, ống đồng, wifi, đường chờ, dây chờ gì đầy đủ hết trơn á cô chú anh chị. Tủ quần áo kịch trần, đèn led chiếu sáng cực kỳ mê. Thì căn nhà này phải nói là khách đến xem là chỉ ưng ý và hài lòng thôi, rất là đẹp. Đó, và cái mức giá thì quá rẻ, tại vì mình xây kiểu gác lửng mà thêm cái lầu nữa thì nội thất nữa thì rất là rẻ, mà lại gần phía hướng Bình Chánh đi vào nữa. Đây, cô chú anh chị mình cùng em lên lầu nhé. Mình sẽ lên cái lửng nè. Cái lửng ở trên đây thì cũng khá là đẹp nè cô chú anh chị. Có một cái cây phát tài núi cũng khá là dễ thương. Rồi
Có một cái bức tranh nữa nè. Đó. Ở đây thì có một căn phòng được làm bằng kính. Thiết kế này là phòng karaoke hoặc là phòng khách, có đường ống máy lạnh lắp sẵn cho mình. Bên trong thì có nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh của mình nè. Cũng đầy đủ hết công năng cho gia đình của mình sinh hoạt cả nha. Còn ở bên ngoài thì có một cái ban công rất là dài để mình trồng cây xuân dường đó cô chú anh chị. Đó, phía bên ngoài nè. Có được cái ban công cũng khá là dài luôn ha. Rồi, rồi mình lên lầu nha cô chú anh chị nha. Cầu thang thì có chạy luôn đèn led nè. Nên mà bật đèn lên á, căn nhà này ban đêm á nổi đèn, nổi mà lung linh lắm. À, nhà mình thiết kế thì có giếng trời ở chính giữa. Nên nhìn căn nhà của mình á nó rất là sáng. À, rất là đẹp luôn. Trên lầu thì chúng ta có hai phòng. Bên trong này phòng ngủ nè. Setup nội thất á, tao nói full hết luôn rồi. Còn gì bằng chỉ cần xách vali quần áo vô ở thôi. Với nội thất và tông màu nhìn cũng tây nữa. Có bàn trang điểm, nhà vệ sinh ở bên trong và ở đây thì có ban công. Ban công bên ngoài để mình trồng kiểng, trồng cây hả cô chú anh chị ha. Rồi, nãy giờ cô chú anh chị mình xem hết video với cái mẫu nhà được setup tận nội thất như thế này. Mình thấy đẹp không ạ? Nếu là cô chú anh chị đã thấy ưng và hài lòng rồi thì liên hệ đến em để được xem nhà nhé. Nhà đẹp thì thường hay bán nhanh. Cái gì đẹp thì thường hay bán nhanh lắm nên cô chú anh chị mình đừng chần chừ mà tranh thủ đi hả? Xuống tem mà được em để giá tốt cho, với mức giá là còn được thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn ạ. Đây là căn phòng ngủ thứ hai trên lầu 1 của chúng ta thiết kế nè. À, trong đây là nhà vệ sinh của mình nè ha. À, có bồn rửa tay nó đầy đủ công năng tiện ích cho mình nè. Em quay sơ cô chú anh chị mình xem thấy là thích rồi đó, với tông màu sang lắm, màu này đẹp. Với thiết kết cấu cũng khá là ok và nội thất thôi đủ thứ luôn, rất tuyệt vời. Đây đó, một căn nhà đẹp không thiếu mà giờ chỉ thiếu chủ thôi. Ở đây thì chúng ta có rèm lắp sẵn luôn rồi và phía trước mình sẽ có ban công nữa, trồng cây xuân vườn cô chú anh chị ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị, cảm ơn quý khách hàng đã luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ kênh Em Gái Miền Tây. Cô chú anh chị xem căn này thì liên hệ đến em để đến ngã tư cây xăng Phước Lý đem đón mình vào xem nhé. Đường ô tô vào tới tận nhà và giá thương lượng mạnh. Cảm ơn cô chú anh chị ạ.